Quý vị thân mến, trước khi về quê ăn Tết, vì lo sợ sẽ bị trộm cắp tài sản nên nhiều gia đình đã rất cẩn thận khóa cửa cài then kỹ càng hơn. Hơn nữa, còn thuê người trông coi. Thế nhưng một gia chủ ở Bình Phước mới đây lại nhận về cái kết không mấy khả quan khi chỉ có thể dõi theo từ camera, nhìn băng nhóm, đột nhập và lấy đi nhiều đồ vật có giá trị. Ngày 30 tháng 1, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh nhóm người cắt khóa đột nhập vào một căn nhà lấy đi nhiều tài sản. Vụ việc xảy ra tại nhà anh LPL ấp Thuận Thành 2, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Ngày 23 tháng 1, gia đình anh L về quê có nhờ một người phụ nữ trông coi. Đến rạng sáng ngày 24 tháng 1, một nhóm gồm 4 đối tượng cầm dao nhọn đột nhập vào nhà. Hình ảnh của camera thể hiện một đối tượng sử dụng kìm cộng lực để cắt khóa. Sau khi đột nhập được vào bên trong, các đối tượng đã lấy đi nhiều tài sản, gồm TV, máy tính, loa, thùng, máy giặt, tổng tài sản bị mất trộm khoảng 40 triệu đồng. Theo anh L, thời điểm xảy ra vụ việc, người phụ nữ trong coi nhà phát hiện kẻ trộm nhưng hoảng sợ không dám tri hô mà nằm im bên trong. Sau khi các đối tượng trộm cắp rời đi, người trong coi nhà gọi báo gia chủ. Anh L cho biết sau khi xem lại camera, cảnh nhà bị trộm đột nhập, bản thân anh đứng hình vì lo sợ. Nhận được tin báo, lực lượng công an địa phương đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của người liên quan. Công an huyện Đồng Phú đang điều tra làm rõ vụ việc hy vọng rằng lực lượng công an sẽ sớm tìm ra manh mối để xác định nhóm đột nhập hết sức manh động này. đối với những tên tội phạm như vậy rất cần những biện pháp xử phạt nghiêm minh tạo tính răng đe cho toàn xã hội.